Khi thị trường dần sôi động trở lại sau khi kết thúc tháng riêng tháng người Việt kiêng kỵ mua sắm tài sản lớn như ô tô, các hãng xe và đại lý bắt đầu tung ra những ưu đãi lớn để kích cầu, chạy chỉ tiêu doanh số. Trong đó, Ford Everest tiếp tục được giới tư vấn bán hàng chào bán với mức giảm khá sâu. Tuy nhiên, Điểm khác biệt ở lần này là những chiếc Everest thuộc đời sản xuất 2021 mới nhất chứ không phải những chiếc 2020 được xả vào đầu tháng 3. Vì mục đích kích cầu khác với xả kho, những chiếc Ford Everest 2021 đang được đại lý áp dụng mức giảm từ 65 đến 80 triệu thấp hơn mức 80 đến 100 triệu được áp dụng cho những chiếc Everest thuộc đời 2020 ở đầu tháng 3. Cụ thể, phiên bản Titanium một cầu của Ford Everest 2021 hưởng mức giảm 65 triệu xuống còn 1 tỷ 116 triệu còn giá bán thực tế của bản Titanium hai cầu sau khi giảm 80 triệu là 1 tỷ 319 triệu. Riêng phiên bản Sport của Ford Everest 2021 do mới được ra mắt vào ngày 1 tháng 3 vừa qua nên vẫn được bán đúng giá niêm yết là 1 tỷ 112 triệu. Ford Everest Sport 2021 là bản nâng cấp giữa vòng đời với một số thay đổi nhỏ về thiết kế ngoại thất bao gồm lưới tản nhiệt có các thanh nan được sắp xếp theo phong cách mới, thêm logo Everest trên mui xe. Các trang bị tiện nghi và an toàn phần lớn vẫn không có gì thay đổi nhưng hệ thống chống ồn chủ động trên bản cao cấp đã bị loại bỏ. Ngoài ra ghế lái từ chỉnh điện 8 hướng hạ xuống còn 6 hướng. Đối với bản Sport vừa ra mắt và thay thế cho bản Chen, Phiên bản này sở hữu các trang bị khá gần với bản Titanium bao gồm cả mâm hợp kim 20 in nhưng ngoại thất có một số điểm khác biệt. Cụ thể, logo, tay nắm cửa, ốp gương chiếu hậu, la răng và lưới tản nhiệt đều được sơn đen. Ngoài ra, nội thất của Ford Everest Sport 2021 cũng có thêm một số đường chỉ màu xanh dương và logo Sport xuất hiện trên phần tựa lưng của hàng ghế trước. Phiên bản này vẫn sở hữu nhiều tiện nghi, như màn hình giải trí kích cỡ 8 in có tích hợp camera lùi và hệ thống thông tin giải trí sinh ba có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay Android Auto, điều hòa tự động hai vùng, ghế bọc da chỉnh điện, xe cộ, xe cộ.